Xin chào các bác đam mê bẫy bìm bịp trên toàn quốc nha. Hôm nay là khai xuân buổi đầu tiên đi đánh bìm bịp năm 2024 đây các bác. Nói chung là bịp mồi cũng tương đối là sung, trong nó cũng tương đối sung rồi các bác. Bổi thì bây giờ nó cũng sung rồi. Nhưng mà đồ này không biết là có về nhanh không đây các bác. Đánh ngay cận cà luôn. Chim mồi chơi cũng tương đối sung. Xem video nhá. Tao nào cần lụp này, mét này, chim mồi giả, thòng bẫy này, loa điều khiển từ xa này, cứ liên hệ em nhá. Nhà em chuyên cung cấp xỉ lẻ tất cả các dòng loa điều khiển từ xa, lụp mét đầy đủ cả các bác. Đây là em đang đi đánh bằng mồi chuột các bác. Địa của con chim này nó ở bên kia suối cơ, bên này suối lại không phải địa của nó, địa nó đang vui tre đằng kia, nhưng vì đi xa được ra là chẳng sang được. Và nó về gần rồi đấy các bạn, về tương đối gần rồi. Hôm nay em đi đánh sử dụng là một cái mẹt inox này, một cái mẹt sắt này, mẹt thép đấy các bạn, thép xuất cửa đấy. Chung hàng này cực cứng luôn. Thôi nhé, em tạm dừng ở đây, đang tính với chim nó đến thì em lại quay tiếp tục cho vị các bác xem nhé.
Xong rồi các bạn, sau 10 phút đã thu phục được em nó. Mặc chú chăn bò kia tưởng mất con chim, ngồi ngay gần thôi các bạn. Đây, lều đây. Đừng cứu rổ này. Chim non các bạn, chim non ngoái. Hàng đây. Đây các bạn này, mồi chuột không ăn đâu. Chim Bắc còn không thích ăn mồi mấy luôn. Đây, mồi chuột đây. Peter nhá, đầu mùa năm 2024 này. Đấy, rất ok. Bác nào cần sản phẩm Lume liên hệ em nhá. Bác nào xem video nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh của em nhá. Xin cảm ơn các bác.